Xin chào các bạn đến với Mẹo Vặt 789. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể sửa được một chiếc quạt mà nó không quay. Thì hiện tượng của cái quạt này nó sẽ là như thế này. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào. Chúng ta bật số 1, số 2 hoặc số 3 thì các bạn sẽ cảm nhận thấy cái động cơ này nó đang u rồi, mà cánh quạt nó không quay. Đấy, đấy là cái bệnh của nó. Thì trước hết là chúng ta cần phải tháo cái lồng quạt này ra này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng tay, các bạn thử cho cái cánh quạt này nó xoay. Nếu như mà chúng ta xoay mồi bằng tay mà cái quạt này nó không đứng im mà nó vẫn chạy đà tốt như thế này, thì như vậy là chúng ta có thể loại bỏ ngay cái hiện tượng là bị bó bạc và nghẹt trục. Chúng ta sẽ tìm nguyên nhân khác. Tiếp theo là các bạn sẽ bật số, bật quạt lên. Đấy, nó đang u nhá. Nó đang u, chúng ta sẽ mồi bằng tay cho nó quay, xem có quay không. Thì như vậy là anh em thấy hiện tại mồi bằng tay thì quạt nó có quay, nó vẫn quay. Như vậy là trong cái trường hợp này chúng ta có thể khẳng định rằng đến 80-90% là bị chết tụ hoặc là chết cái cuộn dây, cuộn đề. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tháo ra để chúng ta thử thay tụ xem. Và các bạn lưu ý là quạt nó sẽ có hai vị trí tụ hay nằm. Thứ nhất là nó nằm ở trên cái động cơ này. Thứ hai là nó sẽ nằm ở dưới hộp số. Vì vậy là trước khi chúng ta tháo ra để thay tụ thì các bạn sẽ nhìn bằng mắt thường bên ngoài, nhìn phía sau của cái này này, cái khe thông gió của cái động cơ này này, để xem là con tụ có nằm ở trên đây không. Nếu nằm ở đây thì chúng ta tháo bằng trên, mà không nằm ở đây thì chúng ta sẽ tháo mặt đáy, để mất công chúng ta sẽ tháo nhiều lần. Rồi, và như anh em thấy hiện tại ở trong cái vị trí này hình như là đã có một thợ người ta sửa trước rồi. Đấy, có cái dây này là dây đi vào tụ này mà đã bị đứt mất rồi. Và hình như là người ta đã đấu một lần bằng tay này này. Đấy, thì rất là có thể là do cái mối nối này nó bị đứt nên thành ra cái quạt nó không quay. Cũng chưa chắc là cái con tụ này đã sống. Còn nếu như mà cái quạt đang mới nguyên bản á thì thợ người ta sẽ hàn. Và hàn thì rõ ràng là nếu mà mới hàn tốt thì rõ ràng có thể dẫn đến là do con tụ hoặc là do cái cuộn dây nó bị đứt cái cuộn đề. Nhưng mà đa số nếu như mà cái quạt nào mà quạt bằng cuộn dây đồng á thì rất hiếm khi nó chết cái cuộn dây đề, mà nó chỉ chủ yếu là chết tụ thôi. Bây giờ mình sẽ bật quạt lên và mình sẽ chạm cái đầu này vào đầu này để xem là nó có tự khởi động được không nhá. Cấp nguồn vào này. Bây giờ bật số 2 này. Chúng ta tạm chạm vào đây này. Đấy. Như vậy là cái quạt này nó không bị hỏng cái gì cả, mà nó chỉ là tuột dây từ cái vị trí của con tụ vào cuộn dây đề thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn lại để hoàn thiện cái quạt này nhé. Ok, sau khi hàn lại rồi thì chúng ta test lại một lần nữa. Cấp nguồn vào này. Quạt đã quay trở lại bình thường rồi. Như vậy là cái quạt này đang còn rất là tốt. Quạt này là đồ quạt điện cơ các bạn ạ. Cuộn dây ở bên trong nó là cuộn dây đồng. Vì vậy là cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn những cuộn dây nhôm rất là nhiều. Bây giờ chúng ta lắp lại như cũ nhé. Ok, như vậy là đối với cái quạt này thì nó không bị hỏng cái gì cả, mà nó chỉ bị đứt dây. Cái nguyên nhân này là do chủ nhà, người ta lần trước đã bị hỏng tụ, người ta tự lấy một con tụ nơi vị trí quạt khác và người ta tự nối tay vào đây, dẫn đến là lần này nó bị đứt như vậy. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.